Việc một bạn trẻ bạn ấy vào làm cho bạn được vài tháng, một vài năm cống hiến, thì đó là việc chúng ta may mắn được đồng hành với nhau được một quãng đường. Vì vậy đừng mong muốn rằng hãy giữ chân một bạn trẻ từ lúc nó ra trường cho đến lúc mà chúng nghỉ hưu, chúng làm việc cho đúng môi trường của mình mà thôi. Ngọc Huyền có đặt câu hỏi. Dạ em chào thầy, chúc thầy và các anh chị xem live stream một buổi tối an lạc. Thầy cho em hỏi làm thế nào để có thể tạo niềm tin và khiến cho các bạn nhân sự mới ra trường sinh năm 2000-2001 có niềm tin tuyệt đối vào công việc và cống hiến cho công ty lâu dài ạ? Vì em thấy các bạn mới chỉ làm vài tháng và nhảy việc nhiều quá, dù chính sách công ty rất tốt so với mặt bằng chung của thành phố ạ. Em mong nhận được câu trả lời của thầy. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Chia sẻ với chị Ngọc Huyền thế này. Đối với đời sống, khi một đứa trẻ 3 tuổi thì chúng rất thích khám phá thế giới. Cho nên là khi mà chúng biết chạy nhảy thì gần như người lớn trông chúng là mệt lắm. Bởi vì cái gì chúng cũng muốn khám phá. Ở trong nhà điều hòa mát, chúng không ngồi chơi, chúng chạy ra nắng. Trong gốc cây mát, chúng không ngồi chơi, chúng chạy ra nắng. Đang ở chỗ râm mát, chúng lại chạy xuống cái suối chơi để khám phá xem cái suối thế nào. Tức là thậm chí chúng thấy quả ớt màu đỏ, chúng tưởng ngon, chúng còn ăn cơ mà. Vậy thì ở cái tuổi 3 tuổi thì khi bắt đầu đứa trẻ nó có một chút về nhận thức và bắt đầu chủ động đi lại được, thì bắt đầu chúng hoạt động lung tung, mong muốn là khám phá thế giới. Đối với chúng chưa phải cái gì là tốt nhất, mà khao khát lớn nhất của chúng lúc bấy giờ là đi khám phá thế giới. Tại sao phần lớn các mối tình đầu không có giữ được? Là không phải là chưa chắc không là họ đã không phải yêu nhau, mà phần lớn ở cái tuổi mới lớn thì bắt đầu biết yêu, chúng cũng thích khám phá. Yêu đứa này thì lại nghĩ yêu đứa khác xem nó thế nào. Cho nên chúng chạy hết chỗ nọ, chạy chỗ kia. Cho nên ai ít cũng phải vài mối tình thì chúng mới đứng im ở mối tình, một mối tình nào đó. Nhưng chưa chắc mối tình thứ ba đã yêu được cô tốt hơn mối tình đầu. Nhưng tại sao chúng lại bỏ tình đầu đến với mối tình thứ ba? Bởi quy luật là khi chúng mới biết yêu, chúng sẽ khám phá. Tương tự như vậy, một đứa trẻ mới ra trường thì chúng bắt đầu bước chân ra ngoài đời, chúng đi làm, thì tâm thế chúng làm một môi trường này rồi thì chúng cũng muốn khám phá xem môi trường khác làm việc thế nào. Và đó là một quy luật tự nhiên. Vậy không phải là cái nơi chúng đang đứng ở tuổi 3 tuổi, cái nơi chúng đang đứng là tệ, mà chúng nhảy sang chỗ khác tệ hơn, mà chúng đang muốn khám phá. Cũng không phải một anh chàng yêu cô gái thứ ba có nghĩa là cô gái thứ ba tốt hơn cô gái đầu tiên, có khi còn tệ hơn. Nhưng vì tâm khám phá. Một đứa trẻ mới ra trường đi làm, mặc dù ở một chỗ rất tốt, nhưng chúng thậm chí còn nhảy sang chỗ theo mình là không tốt bằng, vì chúng cũng muốn khám phá môi trường. Và điều đó chính là thứ quý giá nhất của con người để tạo nên tư duy. Chính vì con người luôn đặt câu hỏi và đi tìm kiếm các trải nghiệm khác nơi mình đã có, sau cái này thì chúng lại muốn trải nghiệm một cái gì đó để chúng mở mang tầm nhìn và tư duy, nó mới tạo nên một con người muốn phát triển. Vậy ở đây, việc một bạn trẻ bạn ấy vào làm cho bạn được vài tháng, một vài năm cống hiến, thì đó là việc chúng ta may mắn được đồng hành với nhau được một quãng đường. Vì vậy đừng mong muốn rằng hãy giữ chân một bạn trẻ từ lúc nó ra trường cho đến lúc mà chúng nghỉ hưu, chúng làm việc cho đúng môi trường của mình mà thôi. Đó chính là việc từ ngày có cơ chế tư nhân hóa và bắt đầu các nhu cầu làm việc của con người được chuyển việc một cách đơn giản, thì đấy cũng là lúc mà con người bắt đầu văn minh hơn, con người hiểu biết hơn. Còn nếu như chúng ta ngày xưa chỉ có làm đúng trong môi trường nhà nước là từ lúc bắt đầu
22 tuổi xin vào làm cơ quan nhà nước và làm cơ quan đấy cho đến lúc về hưu và chết. Thì điều đó nó bó toàn bộ tư duy của mình lại. Vậy nếu nhìn trong góc nhìn hẹp và lợi ích cá nhân của em thì em thấy rằng đó là việc chưa tốt. Nhưng nếu nhìn trên góc nhìn quy luật thật sự của sự tiến hóa của con người thì rõ ràng nếu bạn nào đó muốn rời mình đi khỏi công ty mình thì mình chỉ dành một lời khuyên là nơi đây vẫn là nhà của em và nơi đây anh chị xây dựng cho em một chính sách rất là tốt và ổn rồi. Nhưng nếu em muốn trải nghiệm thì em cứ đi trải nghiệm không sao cả. Và đây vẫn là nhà của em, sau trải nghiệm có thể vẫn về nhà bình thường. Và đó cũng là văn hóa của tập đoàn Siêu Việt Nam bọn tôi, là bất cứ ai có thể đến làm với Tuấn, làm được ngày nào, gắn bó với nhau được ngày nào, đó là nhân duyên, là hạnh phúc. Nếu rời đi thì không phải tôi xấu, bạn xấu, mà bạn cũng nên trải nghiệm một trải nghiệm gì đó mới. Và tôi cũng nên trải nghiệm một nhóm nhân viên ở ngoài kia mới, một nhóm lãnh đạo ở ngoài kia mới, để chúng ta có góc nhìn toàn diện hơn. Và chính điều đó nó mới tạo nên sự phát triển. Nhưng chỉ có điều một điều hẹn ước, đây vẫn là nhà của bạn. Nếu trải nghiệm mệt rồi thì nơi đây vẫn là bờ vai để chúng ta nương tựa vào nhau. Đấy, chia sẻ với Ngọc Huyền như vậy. Và thầy không có tâm sở hữu, cho nên đứng về góc nhìn chủ doanh nghiệp, hãy xây thu nhập, xây chính sách, xây điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên một cách tốt nhất có thể. Và việc còn lại tùy nhân duyên. Các bạn ấy làm việc cho mình được cũng được, các bạn ấy rời đi vì mình xây chính sách tốt mà thì lại có các bạn khác vào. Và chuyện gì đi hay ở là chuyện thường ngày ở huyện, nó là quy luật. Và thậm chí một đứa trẻ tôi cũng khuyến khích nên chỉ làm cho mới ra trường, nên chỉ làm cho tập đoàn 2 năm thôi. Còn bắt đầu nên rời đi trải nghiệm chỗ khác để có thêm góc nhìn. Và sau trải nghiệm vài năm, nếu có đủ kiến thức, năng lực thì tiếp tục khởi nghiệp và tự mở doanh nghiệp riêng. Còn nếu không thì lại quay về đây, ở đây vẫn là nhà. Vâng, chúc Ngọc Huyền sớm có một cái tư tưởng quản trị nó thấu hiểu hơn. Thì bắt đầu mình cũng nhẹ cho lòng mình, mà các bạn ra đi cũng nhẹ lòng với chính mình. Và chúng ta nhìn thấy nhau vẫn là chị em, vẫn là anh em, vẫn là nhà. Rồi, xin cảm ơn Ngọc Huyền. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.